Rồi các bạn, Hà sẽ tiếp tục cái chương trình review với một cái file đi nữa liên quan tới quá trình Hà trò chuyện với những anh, những chị, những bạn thành công trong công việc. Thì họ rất là thích học hỏi. Mà khi nói chuyện với họ là cái sự tò mò về những cái gì đó newness đối với họ. Nó rất là, để thể hiện rất là rõ. Họ rất là curious for the intellectual. Họ rất là curious để mà biết được tại sao mọi thứ nó đang vận hành như vậy, how things work this way. Họ rất là curious để understand cái con người mà họ đang có dịp làm việc chung, có dịp tương tác cùng, hay là họ rất là curious về anything mà nó đang go around trong cái công việc, life của họ. Và bởi vì cái learning spirit như vậy, họ luôn luôn chuyển mình và adapt trong những cái gì đang mới mẻ, trong suy nghĩ, trong nhận thức, trong tất cả những gì họ làm hàng ngày, hàng giờ. Thì đó là một cái điểm mà mình có thể nhìn thấy ở trong những cái anh, những chị, những bạn như vậy.